4-3. Sting vị cà phê mới, năng lượng tỉnh táo, bừng sáng trí tuệ Việt. Ôi, trận đấu kịch tính thật, mọi chuyện nó cứ diễn ra như một cuốn phim nha. Đề số 8, cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình thứ mấy. 3, 2, 1, bắt đầu. Phương Trinh. 1-0 ạ. Đáp án của chương trình. Sai. Bên này được. Mình đã phạm một sai lầm, đó là mình đã nhìn lầm màu xanh đậm thành màu xanh nhạt. Không chính xác. Điểm thuộc về Hiền. 5-3. Khi chị Hiền kém mốc 5 điểm trước mình thì tại thời điểm đấy mình nghĩ rằng là có thể 90% chiến thắng là thuộc về chị Hiền. Đề số 9. Cho tôi biết con búp bê ở vị trí số 3 này đến từ gia đình nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 V-Channel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 V-Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.